Thưa quý vị, từ những vùng đất sình lầy quanh năm ngập úng, trồng lúa kém hiệu quả, người dân sống dưới dãy núi Tam Điệp, Ninh Bình đã mạnh dạn chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây tràm để cung cấp nguyên liệu cho hợp tác xã dược liệu chiết xuất tinh dầu. Từ năm 2015 cho đến nay, thì hợp tác xã dược liệu Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã biến những vùng đất hoang thành vùng trồng tràm dược liệu, giải quyết công ăn việc làm cho người dân tại địa phương, đồng thời tạo nên một sản phẩm tinh dầu tràm lần đầu được xuất hiện tại Ninh Bình, ghi nhận của VTC16. Tháng 10 năm 2021, những cây tràm giống lần đầu tiên được trồng trên đất lúa kém hiệu quả ở xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Và cũng là hộ dân thứ 28 tại Ninh Bình liên kết với hợp tác xã dược liệu Đông Sơn, trồng nguyên liệu tràm cho hợp tác xã này chiết xuất tinh dầu. Thì là khả năng là sẽ hơn lúa, nhưng mà đầu tiên là tôi bảo là tôi không trồng, tôi không dám làm, sợ không bằng lúa. Nhưng mà tụi anh thuyết phục thì tôi cũng trồng. Thứ nhất là nó có hiệu quả hơn so với cây lúa ở cái vùng đất ngập như thế này. Thứ hai nữa là người ta có sức khỏe khi người ta làm và người ta cảm thấy nó an toàn. Thì sau một năm canh tác cây tràm thì từ những cái vùng đất này ngày xưa cua cá thì cứ chưa, nó không còn nữa. Thì sau 1-2 năm thì đã có sự trở lại của những cái con cua, con cá, con ốc. Thì nó cũng là một cái mô hình nó tương đối là ổn ở cái vùng đất này. Đây là cây tràm xuất xứ từ nước Australia, được Viện Cải thiện giống và Phát triển Lâm sản Việt Nam chuyển giao cho Hợp tác xã Dược liệu Đông Sơn, trồng thử nghiệm ở Ninh Bình. Theo anh Dư, cây tràm này có thể tái sinh và cho thu hoạch trong vòng 15 năm, hiệu quả cao hơn gấp nhiều lần so với trồng lúa một vụ. Cây tràm chỉ sau 2 năm đã cho thu hoạch và giá bán trung bình 3 triệu một tấn sau thu hoạch. Và hiệu quả của cây tràm thực ra so sánh với những cái cây hoa màu, đại loại như cây lúa chẳng hạn, hoặc những cây ngô trên đất hiện tại thì hiệu quả nó cao. Và thứ hai nữa là mình không phải va chạm với những cái thuốc bảo vệ thực vật, lại với gần như là cái nhân công mình tốn rất là ít. Năm 2015, Hợp tác xã Dược liệu Đông Sơn được thành lập, ban đầu chỉ có khoảng 6 hectare trồng dược liệu. Tuy nhiên sau 8 năm phát triển, vùng nguyên liệu đã tăng lên hơn 25 hectare, doanh thu tăng trưởng đều hàng năm và năm 2021 đạt 1,6 tỷ đồng. Vùng trồng tràm chủ yếu trên đất lúa kém hiệu quả là vùng sình lầy. Với những cái công việc tràm này nó cũng tương đối là an toàn và nó cũng không mất quá nhiều công sức, nên những cái đối tượng phụ nữ từ 35 trở đi là rất, hiện tại là phần đa là hợp tác xã đang sử dụng. Hiện nay, hợp tác xã liên kết với 28 hộ dân tạo vùng nguyên liệu bền vững, cung cấp giống và cố vấn kỹ thuật trực tiếp cho bà con trong quá trình sản xuất. Hiện hợp tác xã còn tuyển 12 lao động cố định là bà con nông dân vào sản xuất và chế biến tinh dầu, thu nhập bình quân từ 8 đến 10 triệu đồng một tháng. Với mô hình sản xuất liên kết này, hợp tác xã Dược liệu Đông Sơn đang tạo ra giá trị sản xuất sản phẩm cũng như thương hiệu bền vững cho người dân nơi đây. Thiếu vốn, thiếu vùng nguyên liệu và thiếu hệ thống máy móc chuyên sâu đang là rào cản khó khăn cho những hợp tác xã chiết xuất tinh dầu trên cả nước. Cụ thể, hợp tác xã Dược liệu Đông Sơn là một câu chuyện điển hình khi mà nhu cầu của bạn hàng quốc tế mong muốn nhập khẩu tinh dầu từ Việt Nam. Hợp tác xã Dược liệu Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình sẽ tìm cơ hội đầu tư sản xuất như thế nào trong những năm tiếp theo để có thể biến giấc mơ xuất khẩu tinh dầu của người Việt thành hiện thực. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây của chúng tôi. Mới đây, Hợp tác xã Dược liệu Đông Sơn đã phải từ chối một đơn hàng từ Nhật Bản với giá trị 5 tỷ đồng vì nguyên liệu tràm không đủ đáp ứng nhu cầu của bạn hàng. Mặc dù hệ thống chưng cất tinh dầu của hợp tác xã cũng như chất lượng chiết xuất đã được bạn hàng kiểm định, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu. Hiện tại thì có một đơn hàng sang Nhật là người ta yêu cầu, phía bạn yêu cầu là từ 300 đến 500 kg trên một tháng. Thì nếu tương ứng với khoảng 180 đến 200 ha trên một năm, thì hiện tại thì cái sản lượng hợp tác xã chưa đáp ứng được, nên đang cố gắng để phát triển và dụng vùng nguyên liệu. Như vậy, để đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu, đòi hỏi hợp tác xã này phải có vùng nguyên liệu gấp 10 lần hiện tại. Hiện nay, cơ sở chế biến tinh dầu của hợp tác xã được sản xuất liên tục mỗi ngày, tuy nhiên cũng chỉ đáp ứng được cho thị trường trong nước. Đối với yêu cầu về chất lượng thì các hệ thống này là đảm bảo chất lượng tinh dầu và phù hợp với các tiêu chuẩn nhập hàng hóa đối với tinh dầu của các nước châu Âu,
các nước Trung Á, Bắc Á và ở châu Á. Thì người ta ưu tiên là phương pháp trưng cất càng gần về tự nhiên là càng tốt. Và thứ hai nữa là đối với các cái thiết bị trưng cất tinh dầu này, cái quan trọng nhất là ông phải kiểm soát được cái dung môi, nước, thiết bị và nguyên liệu. Đến tới đây là mình sẽ mở rộng cái vùng nguyên liệu của mình ra để bao tiêu cho nguyên liệu cho hợp tác xã. Để hợp tác xã dược liệu Đông Sơn mở rộng vùng nguyên liệu cũng như năng lực sản xuất, mới đây Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình đã đưa Hợp tác xã Đông Sơn vào nhóm các hợp tác xã ưu tiên vay vốn của Quỹ Liên minh Hợp tác xã với lãi suất thấp để nâng cao năng lực sản xuất, tiếp cận với thị trường thế giới. Hàng năm, hàng kỳ là chúng tôi đều có cái quỹ gọi là quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Đấy, từ được tỉnh giao cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh quản lý để cho các bạn ấy vay với cái nguồn rất là ưu đãi. Đấy, để các bạn đầu tư thêm vào cái cơ sở hạ tầng, trong đó các cái máy móc thiết bị đấy, để nâng cấp cũng như là đầu tư thêm. Thì thực ra cái nguồn ngân sách để hỗ trợ máy móc thiết bị thì nó không nhiều đấy, thì các bạn rất cần phải có một cái nguồn hỗ trợ để làm sao mà đưa các cái máy móc hiện đại vào trong cái sản xuất để nâng cao cái giá trị của các cái sản phẩm. Hiện nay, Hợp tác xã Dược liệu Đông Sơn không chỉ sản xuất sản phẩm mang thương hiệu của hợp tác xã mà còn là vùng sản xuất nguyên liệu cho các doanh nghiệp tại các thành phố lớn như là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, để có thể đáp ứng được nhu cầu của đối tác nước ngoài, Hợp tác xã Dược liệu Đông Sơn phải đầu tư hệ thống máy móc, mở rộng diện tích nhà xưởng cũng như mở rộng vùng nguyên liệu. Đây cũng là những rào cản khiến cho tinh dầu của người Việt vẫn chưa có vị thế trên trường quốc tế. Số 11 ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Tỉnh Sơn La đã được giao nhiệm vụ trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp công nghệ cao vùng Tây Bắc. Với nhiệm vụ trên, thì Sơn La đã có kế hoạch triển khai 8 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó thì có nhiệm vụ là xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Mộc Châu. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, địa phương đã xây dựng lộ trình, ban hành các văn bản chỉ đạo cũng như lên kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện và từng bước xây dựng vùng nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh. Cụ thể là Sơn La sẽ triển khai 8 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các huyện Mộc Châu, Mai Sơn, Sông Mã. Mỗi khu nông nghiệp sẽ chuyên canh từng loại cây trồng và sản xuất nông nghiệp khác nhau. Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung đầu tư nguồn nhân lực có trình độ, hoàn thành các dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo cơ sở hạ tầng nghiên cứu và nhân lực để triển khai các dự án đề tài nghiên cứu. Đồng thời, tỉnh sẽ khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, phòng trừ sâu bệnh và thực hiện bảo quản chế biến các sản phẩm nông nghiệp, chú trọng nghiên cứu và phát triển công nghệ dựa trên tình hình sản xuất thực tiễn để nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị nông sản, tăng khả năng cạnh tranh.